nhà chị đâu. Thấy cả hai chị ở dưới này. Sài Gòn tiêu rồi. Sài Gòn là những Trung Quốc ngày xưa này. Ngày mà hơn 1.000 ca. Tại vì không biết lo hồi nãy mấy cái lúc mới thấy đó đi xét nghiệm gì mà quá trời người luôn. Đúng. Tiêm chắc năm rồi đó hả? Đi siêu thị để mua đồ ăn rất gần nhau hết rồi. Vậy là nó bệnh nó lây hết rồi rồi. Lỡ mà trong đó mà có một người bị lây lên một quá trời. Nãy em thấy đi ngang mấy phòng khám á, người ta tới người ta xét nghiệm quá trình á. Đi ngang đường dưới này lên là thấy có mấy người mặc đồ xanh á. Hôm qua tự nhiên đọc tin bảo là hôm nay là giãn cách xã hội Đồng Nai. Không biết là mở mắt ra chắc ngoài đường không còn ai đi. Cuối cùng mình đi mình thấy chẳng gì thay đổi. Dạ có. Mà mua ít là không có phải mua nhiều tới mức độ mà chợ dưới em đóng hết rồi. Mà Bách Hóa Xanh là vẫn mở cửa. Trên này chợ vẫn mở bình thường mà. Đây ha. Dưới em là nó không cho họp chợ nữa luôn.
là chị mặc váy em mặc quần, giờ đến chị mặc quần em mặc váy. Mà có duyên dáng chị đẹp ghê á, chị mặc cái gì cũng đẹp hết. Kiểu chị cao á. Của nó là phải 1.000 lượt đăng ký và 4.000 giờ xem, tức là tối thiểu của một kênh á, thì mới bắt đầu được duyệt để mà kiếm tiền.